Từ hồi mình đi học thì mình nhận ra là cuộc sống sẽ chia ra khoảng mấy người. Một là những người sẽ chỉ dùng Windows, hai là những người sẽ chỉ dùng Mac, và ba là những người muốn dùng Mac nhưng mà không biết là bắt đầu bằng cách nào. Và đúng thật là như vậy, với tư cách là một người dùng Windows rất lâu sau đó chuyển qua dùng Mac thì mình thấy rằng là cái vấn đề nó không chỉ nằm ở cái việc là chúng ta đang đổi từ nền tảng Windows sang nền tảng macOS thì nó bị lú ra sao, nó không quen ra sao, mà cái vấn đề lớn nhất đó chính là tiền đâu mà mua con này các bạn. Tiền đâu mà mua MacBook, bởi vì con nào để các bạn mua mà dùng lâu dài cũng phải là 17, 18, 20 triệu đồng. Trong khi đó máy tính Windows chúng ta làm được rất nhiều thứ. Một là chúng ta có thể build case, hai là chúng ta có thể mua một con máy tính cũ nào đó mà cấu hình vẫn cao, và ba là rất nhiều anh em sẵn sàng sử dụng workstation bản cũ. Ví dụ như mình trong thời gian ngày xưa, hay là ví dụ như là Lê Công Minh Khôi trước đây dùng một con Dell cực kỳ to, cực kỳ nặng, ngày nào cũng vác lên văn phòng. Nhưng thời gian trôi qua càng nhiều, chúng ta lại càng có nhiều những dòng sản phẩm hơn để các bạn lựa chọn. Và đây chính là con MacBook Pro 2015 của mình. Và đúng thật là con này mức giá bây giờ chỉ có 5 triệu thôi. Vậy nếu các bạn bỏ năm cũ ra thì có thực là các bạn nên mua MacBook Pro 5 triệu hay không? Hay là cái tiền đó để các bạn để làm việc khác, mua con điện thoại hoặc là mua con iPad nó tốt hơn? Nhắc cho các bạn nhớ một chút thì đây là con MacBook Pro phiên bản 2015. Và cái mức giá cách đây khoảng 2 năm mình mua con này thì đúng là 5 triệu thật. Nhưng mà 5 triệu là không có màn hình các bạn ạ. Hay chúng ta còn gọi là mâm book. Cái mâm book này thời điểm đó mình mua loanh quanh là khoảng 4 triệu thôi. Và để mà mua được con này full màn hình dùng thoải mái ở thời điểm đó ấy, thì cái mức giá rơi đâu đó là vào khoảng 6 đến 7 triệu đồng, hoặc là 8 triệu đồng cho tùy con. Đây là phiên bản min option nha, mà mình có được ông anh ở bên iBoy, hay nói chính xác hơn là đây, thằng anh này. Đấy, chính nó đưa cho mình dùng thử để xem là có nên mua hay không. Và đúng thật là mình đã mua nó. Mình đã mua con này từ hồi 2021 để mua về để anh em có thể up video qua một cái mâm mà thôi. Các bạn biết là những cái vấn đề liên quan đến việc là hack YouTube này, hack những cái tài khoản mạng xã hội thông qua những cái phần mềm lậu, phải nói thật với anh em là vẫn sẽ có những phần mềm mà bọn mình phải dùng lậu nha. Không phải 100% những cái phần mềm bọn mình sử dụng để dựng phim là nó trả tiền đâu. Nhưng mà đấy là thời điểm quá khứ nhá. Bây giờ thì trả tiền rồi. Đéo tin. Và còn bây giờ để có full cái màn hình như thế này thì đấy, 5 triệu. Bây giờ ấy, câu hỏi quan trọng nằm ở đây này. Thế bây giờ các bạn sinh viên thay vì cái việc là bỏ ra khoảng 20 củ để mua những con MacBook như thế này, thì bây giờ các bạn bỏ ra 5 triệu thôi. Còn lại tiền đấy các bạn đi chơi, đi bời, bán bia hoặc là nhậu nhẹt gì đó mình không cần biết. Thì chúng ta có sử dụng con này để phục vụ cho các nhu cầu về học tập cũng như là văn phòng hay không? Đầu tiên thì các bạn thấy là nếu các bạn mua những con như thế này thì chắc chắn là cái ngoại hình của nó sẽ không còn mới 100% được rồi. Nó sẽ không có đủ những cái chân đế để ma sát tốt hơn đâu. Và mặc dù là ngoại hình của nó còn rất là đẹp, tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ thấy là không thể nào tránh khỏi được những cái vết xước. Con này được một cái rất là hay, đó chính là nó có cổng HDMI này, nó có sẵn cổng A này, nó có sẵn một cổng để các bạn có thể đọc thẻ nhớ luôn. Và ở bên trái còn lại chúng ta thì cũng có jack 3.5, thêm một cổng A nữa, và có thêm luôn cả một cái đầu nữa để các bạn có thể sử dụng sạc MagSafe. Con này thì hoàn toàn không có cổng C nha. Toàn bộ ở đây là hai cổng A. Với rất nhiều những cái cổng như này thì có thể đây sẽ là một điểm rất là mạnh nha. Nhưng mà cái điểm mạnh này thì mình đánh giá nó chỉ nằm trong quá khứ thôi. Bởi vì bây giờ thì đa phần chúng ta đã sử dụng cổng C rồi. C to Lightning, C to C, thậm chí là... đa phần là cổng C rồi. Vậy nên là nếu các bạn muốn mua con máy này về thì nó sẽ chỉ đáp ứng được với những cái nhu cầu như là các bạn muốn xuất ra màn hình ngoài, hoặc là các bạn muốn cắm với những cái thiết bị ngoại vi mà nó sử dụng cổng A thôi. Còn đa phần những cái cổng C là chúng ta hoàn toàn không được hỗ trợ trên đây. Một trong những thứ mà không có con MacBook nào thời điểm bây giờ có thể làm được, đó chính là cái logo quả táo này. Đó, bây giờ mình gập lại cho các bạn xem nhá. Rồi, gập lại là nó không sáng này. Còn nếu mở ra là cái logo quả táo này nó sẽ phát sáng. Một trong những thứ mà đây, một con MacBook Air phiên bản 15 inch mà mình có dùng ở đây thì cũng không bao giờ có được. Và với cái logo phát sáng này thì đây là một cái công nghệ cực kỳ xịn sò mà giúp cho các bạn có thể... nói thật là nó cũng chẳng để làm gì các bạn ạ. Nhưng mà quay trở lại một vài video của các YouTuber trên mạng thì các bạn cũng sẽ thấy là rất nhiều người đã sẵn sàng đánh đổi cái sự bền bỉ của những con MacBook của mình. Mở con MacBook này ra và thay thế vào đây là những cái đèn sáng để giúp cho những cái logo táo của họ có thể sáng được những cái đời 2015 này. Về ngoại hình thì mình đánh giá nó rất là cao nha. Bởi vì sau nhiều năm sử dụng thì cả bên ngoài cả bên trong, với những cái phiên bản rẻ tiền như thế này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái máy nó còn khá là mới. Thực ra cái việc mới ở đây nó không nằm ở cái việc là của bền tại người, mà bản chất là nó được làm hoàn toàn bằng kim loại,
Và bởi vậy nên phía bên trong thì tất cả mọi thứ bao gồm là chiếu nghỉ, trackpad hay kể cả là cái phần bàn phím được làm bằng nhựa của chúng ta nữa thì gần như vẫn còn khá là... Nó hơi bẩn một tiếng ấy. Ôi, cái gì đây? Mong là người chủ cũ của mình không phun cái gì ở đây. Màn hình của chúng ta thì là kiểu siêu cũ rồi. Nó không phải là một cái màn hình Retina hay là màn hình gì cả và độ phân giải của nó không quá cao. Tuy nhiên là cái màn hình này nó vẫn đáp ứng được vừa đủ những cái nhu cầu để các bạn có thể làm được những hoạt động như là lướt web hay là check những cái tin nhắn hoặc là làm mạng xã hội vân vân. Thực tế mà nói thì mình đánh giá không cao cái màn hình này. Tuy nhiên trong tầm giá 5 triệu thì đây vẫn là một cái màn hình rất ổn các bạn nha. Đó. Các bạn thấy ok không? Đa phần những cái dòng sản phẩm máy tính bây giờ ấy thì các bạn cũng sẽ phải cân đo đong đếm để mua cho mình một cái màn hình IPS. Còn thực ra là ngày xưa mình cũng đã mua một vài con máy tính cũ rồi. Và đúng thật với các bạn là những con máy tính đó thì màn TN. Các bạn hỏi lý do vì sao mà mình bị sụp mí đúng không? Chính xác. Tại dùng màn TN quá nhiều. Mình còn nhớ như in cái thời gian mình đi học đại học ấy, là mình chỉ dùng một con MSI. Con đấy là dùng màn TN và nó cực kỳ bợt bạt. Và mình chơi game trên đó qua ngày qua đêm. Và đó lý do vì sao mà mình nghĩ là các bạn không nên bao giờ mua những cái đó. Thực ra một trong những thứ mà các bạn đập vào mắt đầu tiên trong quá trình các bạn sử dụng một con laptop hay là một con MacBook ấy, đó chính là cái màn hình này. Nếu mà cái màn hình này nó mà không đẹp ấy, thì cái cảm hứng làm việc, cái cảm hứng sáng tạo và cả cái cảm hứng học tập chúng ta cũng sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Thì đây, con này mặc dù là màn hình của nó còn hơi dày nhưng mà nó vẫn đảm bảo được khá là tốt cho nhu cầu sử dụng của các bạn. Bàn phím thì sao? Trước khi mà đi lên bàn phím cắt kéo thì đây vẫn là một bàn phím vừa đủ ok để các bạn có thể sử dụng nha. Đây là một cái bàn phím cắt kéo. Mình thì mình thích những cái bàn phím cắt kéo của năm 2015 so với những phiên bản 2019-2020, bởi vì nó sẽ gõ đầm tay hơn, phím sâu hơn và độ chính xác khá là cao. Cái trải nghiệm của mình với bàn phím cánh bướm trên những cái mẫu 2016 và 2019 thì nó tốt hơn hẳn luôn. Không dính phím và cũng không gặp phải vấn đề bụi vào mà khó vệ sinh. Một trọng thứ hay ho nhất: trackpad. Hôm qua mình dùng một con máy Windows của thằng em mình, không có chuột, và sau đó mình phải dùng trackpad. Và nói thật là nhiều cái trackpad ở trên những cái dòng sản phẩm máy tính Windows giá rẻ nó sẽ cực kỳ khó chịu trong quá trình sử dụng nha. Về bản chất thì đây cũng là một cái trackpad cảm ứng. Và cái cách để các bạn có thể di chuột kéo thả thì gần như là các bạn đang làm một cái hành động cảm ứng lên cái màn hình đấy luôn. Bởi vì nó rất là êm và rất là trơn và gần như không phải bàn về những con MacBook như thế này. Trackpad này được phủ kính và di chuyển rất là chính xác. Mình thực hiện những cái cử chỉ nhanh và nhạy khỏi bàn luôn. Và đặc biệt là với cái trackpad này thì bạn không cần phải lo việc là mua thêm chuột ở ngoài về sử dụng. Về bởi vì bản thân cái trackpad này nó đã quá là tốt rồi, trừ khi các bạn chơi game nhé. Vậy thì vấn đề của con MacBook này nó là cái gì? Đúng, đó chính là hiệu năng bên trong. Đây là phiên bản base option của mình. Và con này thì đang sử dụng là Intel Core i5-5257U và 8GB RAM. Nói sâu hơn một chút, con này thì có nhân đồ họa là Intel Iris 6100. Nó mạnh hơn nhiều so với những cái cảm tích hợp Intel HD Graphics ở trên những laptop Windows. Thế nên nếu các bạn sử dụng con này thì các bạn vẫn có thể sử dụng sơ sơ để dựng phim trên CapCut hoặc là iMovie nha. Không đùa đâu đấy. Tuy nhiên có một vấn đề, đó là nếu như mà mình cập nhật con này lên những phiên bản mới hơn ý, thì đúng thật với các bạn là cái khả năng xử lý của nó sẽ còn khá là tệ. Khi mà các bạn sử dụng để gõ ghi chú ý, hoặc là đa phần những cái thứ mà các bạn nhập liệu vào thì con này có một vấn đề, đó là nó sẽ hơi delay nhẹ một chút. Và nếu như mà các bạn sử dụng nhiều tab ứng dụng thì nó sẽ gặp một vấn đề, đó chính là nó sẽ khá là giật, khá là lag và bị tràn RAM khá là nhiều luôn. Thực ra mình thấy rằng đây là cái điều đương nhiên mà các bạn phải chấp nhận thôi. Bởi bây giờ nếu các bạn mua một con laptop Windows 5 triệu để mà sử dụng mượt thì rất là khó. Tuy nhiên để mà nói về độ mượt thì con này nó vẫn đảm bảo được ở một mức nhất định. Chỉ có điều mà mình khuyên các bạn, đó là các bạn không nên sử dụng quá nhiều tab một lúc mà thôi. Vậy thì tại sao phải mua con này nhỉ? Trong khi là chúng ta có nhiều lựa chọn mà. Thì đơn giản là con này nó bền, nó còn đẹp và đặc biệt là nó còn mượt với một vài tác vụ văn phòng. Và cái điểm quan trọng nhất đó là với những bạn sinh viên nào mà đang dùng iPhone ấy, thì cái cách để nó có thể đồng bộ những cái dữ liệu từ iPhone qua đây, thậm chí các bạn sử dụng AirDrop nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đặc biệt là hợp với những cái bạn nào mà sinh viên năm nhất năm 2 nhá, mà muốn tập tành làm video, muốn tập tành làm đa phương tiện ấy, thì khi mà các bạn kết nối nó với những con điện thoại iPhone thì cái cách nó có thể sử dụng AirDrop và những cái hệ sinh thái nó sẽ mượt mà một cách cực kỳ luôn. Nhưng mà đổi lại thì các bạn phải cập nhật lên những cái phiên bản hệ điều hành nó hơi mới một tí. Còn hiện tại ở đây là, để xem, hiện tại ở đây là mình đang dùng, mình khuyên là các bạn sử dụng và dừng lại ở Catalina thôi. Đây, phiên bản này của mình là 10.15.7 thì nó sẽ còn vừa đủ ổn trong quá trình sử dụng. Và mình phải nói thật với các bạn luôn là các bạn nào làm sinh viên báo chí thì con này cũng sẽ rất là ổn nha. Ví dụ như trải nghiệm của mình là người đã từng học báo chí này. Ngày xưa mình phải đi lấy tin, mình phải đi thu âm. Sau đó thì khi mà đổ file vào thì mình phải cắm vào máy đúng không? Rất là bất tiện. Tuy nhiên con này thì hoàn toàn thì sử dụng AirDrop được.
Sau khi dùng AirDrop xong thì tất cả các file bao gồm chụp ảnh, máy ảnh, máy quay, các bạn có thể đổ vào đây một cách rất là nhanh và các bạn có thể dựng nhanh luôn con này một chút nữa chứ. Vậy nên 5 triệu dành cho con này có hợp lý hay không? Cá nhân mình là nó sẽ hợp lý với một vài đối tượng, và đặc biệt trong đó là anh em nào làm marketing văn phòng, mà đặc biệt là anh em đã có những dòng sản phẩm Apple từ trước rồi. Ví dụ các bạn đã sử dụng một iPad, iPhone, và đặc biệt là các bạn đang muốn nhập môn một con Mac, các bạn mua con này về dùng thử thì mình thấy khá là hợp lý. Tuy nhiên con này nó sẽ thực sự không phù hợp với những anh em nào mà thích chơi game này, anh em nào mà dùng để làm code nhiều này. Còn chốt lại con nên mua con này hay không cũng là một khoản đầu tư khá là hay. Năm cùng.